Mày có biết thằng Khương Gấu hẹn tao ra đây có chuyện gì không? Dạ em không biết đại ca. Em chỉ biết là có một người nào đó đang muốn gặp đại ca. Một người hả? Dạ. Đại ca yên tâm đi, em đã cho người phục kích bên ngoài rồi. Đại ca yên tâm đi. Đại ca yên tâm nha, không sao đâu. Em mới cho anh em bố trí bên ngoài rồi, không có gì đâu mình lo. Đại ca, nó tới kìa. Đó, nó đi chiếc mô tô đại ca. Thằng quỷ Khương Gấu ngồi đằng sau kìa, cái mặt thấy ghét không? Thằng này là thằng nào mà nó xăm mình tầm lum tầm la đại ca? Đại ca yên tâm đi đại ca. Cường kia, tôi có nghe Đức Bao Lô nói gì anh? Xin lỗi, anh là ai? Tôi là Vinh Sói, em trai của Đức Bao Lô. Người vừa mới bị truy sát cách đây vài hôm. À, thì đã là Vinh Sói. Tôi cũng nghe Đức Bao Lô nói về chú. À, thật sự là tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của Đức Bao Lô. Nhưng mà gặp tôi có chuyện gì không? Trước khi còn sống, anh trai tôi có làm ăn chung với anh. Và anh kể với tôi rất nhiều về anh. Tôi mới từ xa về nên cũng muốn tìm hiểu thêm một vài đối tác của anh trai mình. Hy vọng là mong được anh giúp đỡ. Chuyện nhỏ mà, chuyện gì tôi giúp được, tôi sẽ giúp chú. Anh trai của tôi bị truy sát, chú có biết lý do vì sao không? Nếu như chú biết, chú cứ thông báo cho tôi. Ơn nghĩa này anh em tôi sẽ không bao giờ quên. Mình là anh em không, chú đừng nói như vậy. Thật tình với chú là trước kia tôi có làm ăn chung với Đức Bao Lô. Nhưng mà lý do vì sao mà Đức Bao Lô bị truy sát, tôi không biết. Vậy hả? Ngoài anh ra, anh có biết anh trai tôi làm ăn chung với ai nữa không? Tôi nói thật cho chú biết nha. Nể tình chú là em trai của Đức Bao Lô, cho nên tôi mới nói thật cho chú biết. Thật sự thì trước kia Đức Bao Lô có làm ăn chung với hai người, Hai Hổ và Hải Ma Cô. Và nghe đâu anh trai của chú có gây xích mích với họ. Nếu chú muốn biết thì cứ tìm hiểu nha. Vậy hả? Thôi được, dù sao tôi cũng cảm ơn chú về thông tin đó. Khi nào tôi trả được mối thù này, nhất định anh em tôi sẽ đến gặp chú để mà tạ ơn. Anh nhìn xó nói như vậy, chuyện nhỏ mà, có gì đâu. Dù sao thì anh em tôi cũng cảm ơn chú rất nhiều. Chúng ta về thôi. Tụi bay muốn gì ở tao?
Thì ra là tụi bay. Được. Được. Hôm nay tao chấp hết. Tụi bay nhờ vô. Mấy thằng chó chết. Tụi bay tránh ra đi. Cứ để tao. Tao với mày không thù con quán. Tại sao mà ra tay sát hại tao? Mày là thằng nào? Chắc chắn tao với mày không quen biết nhau. Mày hỏi làm gì? Rốt cuộc mày là ai? Mày là thằng nào? Tao là Vinh Sôi, em trai của Đức Bao Lô. Tao về để tìm ra kẻ đã giết chết anh trai tao. Nhưng mà tao không liên quan tới cái chết của anh trai của mày. Tao là Minh Lầy, đàn em của Hai Hổ. Cha cũng xin tuyên bố Hai Hổ không liên quan tới cái chết của anh trai mày. Tao sẽ lấy tính mạng của tao vào bảo đảm. Tao thích những thằng như mày. Được, tao sẽ tự tìm hiểu. Và tao hy vọng sẽ không gặp lại mày. Rút tụi bay. Chào người anh em. Lâu rồi không gặp. Khỏe không người anh em? Tao khỏe. Mà mày tới đây
là có ý gì? Tôi tới đây là không phải kiếm chuyện gì chú. Tôi nghe tin chú vừa mới ra tù, cho nên tôi đến đây là để chào hỏi. Sau đó là tôi muốn mời chú một ly. Dù sao thì anh em của mình cùng ở chung phòng, ăn chung mâm, ở chung trại mà. Thằng Phong bội đời sống, trước giờ không cần ai quan tâm, nó luôn làm theo những gì nó thích. Mặc kệ thằng chó nào muốn nói gì thì nói. Tôi hiểu tính khí của chú, cho nên chuyện trước kia trong tù anh em mình cứ xem như là quá khứ, cũng là do hiểu lầm nhau thôi mà. Mà cũng nhờ vậy mà tôi lại rất thích cái tính của chú đó. À quên, giới thiệu tụi bay, đây là anh Phong Bụi, anh em của anh ở trong tù. Em biết Phong Bụi mà, phải anh Phong? Sao mày biết? Dạ nãy có nói em rồi. À dạ dạ dạ, tao quên. Dạ dạ. Cường ca, mày đừng có dài dòng nữa, vô thẳng vấn đề đi. Chắc mày tới đây là có gì cần tao đúng không? Đúng là Phong Bụi, tôi thích tính đó của chú, rất thẳng thắn. Lần này chú về, chú đã có dự tính gì chưa? Nếu như không á, thì chú cứ qua bên tôi, anh em mình hợp tác với nhau. Tôi nghĩ là hơi bị ổn đó anh Phong. Được, nếu như chú có lòng thì tôi sẽ chơi với chú. Nhưng mà tôi muốn biết phần trăm của tôi được chia như thế nào. Tiền vốn tôi sẽ bỏ ra, còn lợi nhuận thì 82. Ồ không, 82 thì tôi thấy thiệt thòi cho chú quá. 73. Tôi 7, chú 3. Chú thấy sao? Sau này thì chú có vốn, chú đổ tiền vô, lúc đó anh em mình sòng phẳng 50-50. Tất nhiên là tôi không để cho anh thiệt thòi rồi. Chấp nhận Đình Phong ơi. Cơ hội lớn nha. Cơ hội. Ok, tôi chấp nhận điều kiện của chú. Hợp tác vui vẻ nha. Chấp nhận rồi kìa. Hợp tác vui vẻ. Anh leo nhà nha, anh leo nhà nha, anh leo nhà nha. Anh leo nhà nha. Mày với con bồ mày sao rồi? Bồ nào anh? Em có con bồ đâu trời.
Mày giấu ai chứ không giấu được tao đâu. Mày cẩn thận đó, nó là gà của anh hai. Thật sự em cũng không giấu gì anh nữa. Tụi em quen nhau trước khi nó giao làm cho anh hai. Nhưng mà em là em Út, em phải chấp nhận thôi. Tại anh hai không biết là hai đứa tụi bay có tình cảm với nhau. Nếu anh biết, anh sẽ không làm như vậy đâu. Mà cũng tại mày, ai biểu mà không nói với anh hai. Em sống với anh từ xưa giờ, với là anh hai là người cứu vớt cuộc đời của em, nên chuyện đó đối với em không quan trọng. Quan trọng là anh hai vui được rồi. Bây giờ anh hai vào trong kia rồi, mày tranh thủ qua thăm nó đi. Nhớ là phải cẩn thận đó. Khi nào tao vào thăm anh hai, tao mở lời cho. Chắc là được hết đó. Dạ, em cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì, anh em không mà. Mấy thằng chó này ai mà dám cả gan cả nâu xe của mình. Anh đập ga tông chích bẹ nó cho em. Má này. Bây giờ anh hai vào chạy rồi, có chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận, không được nóng nảy. Dạ, em xin lỗi anh. Nghĩa, mày là thằng nào? Mày chán sống hay sao mà dám cản đường anh em tụi tao? Hả? Mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao. Con mẹ mày, nghĩa đi. Cất súng đi. Vậy còn tao, có đủ tư cách nói chuyện với mày không? Người mà tao tìm chắc chắn là đủ tư cách nói chuyện với tao. Tao là Vinh Sói, em trai của Đức Bao Lô, người mà trước kia đã từng chạm trán với mày và Hai Hộ. Vậy hả? Vậy hôm nay mày gặp tao về chuyện gì? Mày đừng nói là gặp tao để hỏi về cái chết của anh trai mày. Đúng là đàn anh thì đẳng cấp có khác. Biết được là đối phương được muốn cái gì. Trước kia tao và anh trai của mày đã từng có xích mích với nhau, nhưng mà cả hai đã được giải hòa chứ không còn mâu thuẫn. Đó là lời nói của mày. Còn tin hay không là do tao quyết định. Đây cũng là lời nói của tao. Tin hay không tùy mày. Nếu em muốn gặp thì cứ đến tìm tao, tao luôn sẵn sàng. Tao lại bắt đầu thích những thằng như mày. Lên xe đi. Trời miệng đi cơ. Tối này nó mới vào nè cơ.
tăng trong mình là nó mới vào đó đại ca. Nó không biết chào hỏi ai hết. Em nghĩ là đại ca nên cho nó một bài học đi, cho nó nhớ rồi. Nó bước vào đây nó tưởng nó là đại ca. Tụi mày muốn gì hả tao? Mày muốn chơi tao hả? Cho hay hổ. Được. Nếu mày có bản lãnh. Con mẹ mày, hôm nay mày tới số rồi hay hổ à. Hôm nay là ngày tan của mày. Mày bản lãnh lắm hả? Hay hổ, hôm nay là ngày tan của mày rồi. Đừng cởi đứng yên. Đưa hai tay lên đâu. Không có gì sếp. Không có gì đâu ơi. Tụi bay vào đây làm cải tạo chứ không phải làm giang hồ. Tất cả về chạy. Nhanh, nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Đi tụi bay. Nhanh nè. Còn thằng này nữa. Nhanh. Hôm nay chú gọi tôi ra đây phải chắc có chuyện gì làm đúng không? Đúng là phong bụi. Tôi rất thích. Luôn cảm nhận được những gì sắp diễn ra. Đơn giản mà. Một khi chúng ta gặp nhau thì gặp nhau chắc chắn là có việc phải làm. Ngày mai tôi có một phi vụ làm ăn lớn. Nếu như lần này thành công, tôi dám chắc với chú, lần sau chú sẽ ngẩng cao đầu trước đối thủ của mình. Cuộc sống bôn ba của thằng Phong Bụi ngày xưa giờ có ra sao thì nó cũng ngẩng cao đầu mà. Phi vụ lần này là một khách hàng mới và có rất nhiều tiềm năng. Nếu hàng mà chất lượng thì tên tuổi của anh em mình sẽ có rất nhiều đối thủ phải dè chừng. Mà nó là hàng gì? Từ trước tới giờ người ta luôn gọi tôi là Cường Ke.
thì chắc chắn một điều là tôi chỉ buông kè thôi. Một mình tôi làm hay là có ai đi theo hỗ trợ? Vì đây là hàng có giá trị. Và tôi không muốn gặp chuyện gì. Lỡ có chuyện gì, tôi không muốn vào lại trong đó đâu. Kỳ này Khương Gấu sẽ đi với chú. Tôi hy vọng hai anh em đừng làm cho tôi thất vọng. Được chứ? Chắc chắn tôi sẽ làm cho Cường Ke không bao giờ thất vọng. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Yo!
Nhìn tới một trận đấu rất hay, ngang tài ngang sức, không thằng nào thắng thằng nào. Tao không ngờ là cái mảnh đất này có một thằng giỏi giỏi như mày. Nhưng tao nhớ không lầm, đây là lần thứ hai tao gặp mày. Đây là phần thưởng cho mày ngày hôm nay. Tiền không mua được tao. Một con sói trước khi săn mồi, nó cần phải được rèn luyện, thì con báo cũng phải như vậy. Cái thằng lúc nãy là đàn em của Hai Hổ. Nó là người đã sát hại anh trai của tao. Nhưng đó chỉ là thông tin bên ngoài. Anh chỉ cần xác định đúng người và không cần phải làm gì cả. Việc còn lại cứ để em lo. Nhưng nhiệm vụ lần này tao muốn chính tay tao giải quyết. Nhưng tao cần mày giúp tao. Mạng sống của em đang phụ thuộc vào một con sói, và nó có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tao rất thích những thằng như mày. Cuộc chơi nào cũng đều có lý do, nhưng quan trọng kẻ đó là ai. Khi xác định được con mồi, anh cứ báo cho em. Con báo này sẽ ra tay. Nhưng trước khi ra tay, tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Anh cứ nói. Đi.
tất cả. Tao có lệnh phải giết nó. Tôi phải canh chừng nó cho tao. Dạ tất cả. Dạ dạ. Kiếm tao có chuyện gì? Có người sợ tao giết mày. Được, nếu như mày có bản lãnh. Được, để coi mày sao. Vào đây làm cải tạo chứ không phải mày làm giang hồ. Đây là lần thứ hai tao thấy mày gây chuyện. Thêm một lần nữa tao sẽ biệt gia mày riêng biệt. Mày có nghe rõ chưa? Dạ, nghe rõ xem. Đi về chạy. Dạ. Còn mày nữa, nhanh đi. Mày tới rồi hả? Đúng. Tao muốn xem hàng. Được. Mày kiểm tra hàng đi. Đúng là hàng chất lượng. Tiền đâu? Bây giờ tao đến lấy hàng. Tao không đưa tiền có được không? Tao lại được thích thêm một thằng.
Mày khá lắm. Mày làm tao thích thú rồi đó cậu. Tao chuồn thôi. Mày có sao không? Nó là người của mình đó. Đứng dậy đi. Đứng lên. Đây là bài thuốc thử cho mày. Mày cảm nhận được chưa? Đại ca, mày cảm thấy như thế nào? Oh.
Mày thèm lắm rồi hả? Được, tao sẽ bố thí cho mày một miếng. Thôi. Mày thèm lắm rồi phải không? Đó là những thằng nô lệ của tao. Bây giờ mày cảm nhận đối thúc là như thế nào? Mày đổ thuốc lắm sao hả? Mày đổ thuốc lắm rồi hả? Mày xứng đáng được thuốc. Diễn đi cưng. Chưa, dịch cho năm chưa nha. Diễn đi cưng. Thôi dịch cho năm từ từ ngồi xuống. Thắp xuống chưa nó dịch. Không sáng xuống chưa nó dịch. Đúng rồi, mặt dậy. Mày xứng đáng được hưởng. Đúng rồi.
Bơm ra, bơm ra. Mẹ, xíu mặt lên, từ từ diễn. Từ từ lên. Mày chạy. Diễn. Giới. Phải chạy. Gấu quýnh nghe đó nha. Chuyện quay chưa dài qua cái nhóm giọt lên đúng thời gian chạy. Chuyện quay chạy chuyện chưa. Đẹp. Hay quá. Đúng quá. Đúng quá. Bây giờ chậm lên đâu. Mẹ mất cái thế mà. Chậm chờ rồi vô tay ta đi. Quay trăm tù rồi, tù hoàng tù. Mexico là hai khổ anh mới chịu á các bạn. Trời quá, hậu giả anh đâu, vô thành tù. Vài bữa cho vô, muốn cho vô là vô, nhưng mà quan trọng là mình để mình tìm đi thăm tù, có cả là cho cả đống vô luôn. Nào, xấu vô luôn nè. Tụ. Cái này nó gỡ vậy? Ở đây chưa? Ở bên đó nó mình cắt. Cắt nè, không cái dòng lên nha. Đó, đoạn phim này toàn là phục trang quá trang, make up rồi, toàn là đàn ông không à. Đúng rồi, thích cái bên đó là đẹp hơn á, đúng rồi. Rồi bắt cắt xác bên kia. Cắt xác luôn đi mình giống luôn đi. Ây Diễn yeah. Mẹ mày phải. Đúng rồi. Nè đó. Nè đó. Mà nội thấy thương quá. Thôi được. Má chạy. Diễn yeah. Anh dướng lên anh bị cỏ té là bám lùi ra không được. Đẹp ơi.